Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhà Khoa Hân Tâm. Kính thưa quý khách hàng, cái răng, cái tóc là gốc con người. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng hàm răng rất là quan trọng đối với tất cả mọi người. Để hưởng ứng điều đó, Nhà Khoa Hân Tâm đang có chương trình thay đổi răng sứ kim loại thành răng toàn sứ Zirconia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón một vị khách hàng may mắn tiếp theo nhận được số ưu đãi này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chú Thủy ạ. Dạ, con xin chào chú Thủy ạ. Xin chào. Dạ, chú Thủy ơi, mình có thể giới thiệu đôi nét về bản thân chú cho các vị khách hàng được không ạ? Tôi tên là Nguyễn Sơn Thủy, sinh 1958, tức là năm nay 63 tuổi, là công chức về hưu. Thì làm sao mà chú Thủy biết đến Nha Khoa Hân Tâm ha chú ha? Thì trong trước đây là bà xã ở nhà, dạ, thì mới vào làm cái răng đầu tiên hết. Thì sau đó thì coi như là thấy là đúng cái nghĩa của là an tâm, tức là về ăn, về tâm, về giá cả, ăn tâm về cái sức khỏe, an tâm về răng, cái gì cũng là tốt, cho nên là đưa đến cái chỗ là bạn mới nói là thôi ông cứ vô đây, ông cứ làm cái răng sứ ở đây là chắc ăn nhất, chứ còn đừng đi đâu nữa. Thì đã là chạy vào trong này để mà làm luôn. Và song song đó thì có giới thiệu một số các người bạn và cũng lứa tuổi cũng bị cái răng hàm á, là lớn tuổi thì bao giờ cũng nhai rất rất khó, thì người ta cũng làm ở đây. Bà ta về ta nói là ở đây là làm rất là tận tình. Trước đây có làm cái răng bằng kim loại thì thấy nó không được ổn trong vấn đề nhai, và cũng lâu lắm rồi, thành ra là mới vào Nha Khoa Hân Tâm để chỉnh sửa lại. Thì tình cờ bác sĩ An mới giới thiệu là đây có một cái chương trình, là cái chương trình này là thay cái răng kim loại bằng răng sứ cho mọi người. Thành ra tôi thấy cũng thấy hơi làm lạ, vì mình cũng không biết là, tại vì răng sứ thì nó cũng rất là cao giá, mà vừa thay mà không lấy tiền gì hết mà cũng tới tiền công nữa, thì cũng là nó hơi kỳ kỳ. Nhưng mà sau đó thì người ta đưa chương trình và tôi thay rồi thì cũng không phải trả đồng phí nào hết. Chú nói là chú bất ngờ với cái chương trình này đúng không chú? Vậy thì chú cho con biết là răng sứ kim loại của chú á, mình đã làm bao lâu rồi, và sau một thời gian dài như vậy mình mang thì chú cảm thấy nó như thế nào? Thì sau một cái răng và kim loại á, thì đương nhiên nó có những cái bất tiện của nó, nhưng mà thời gian cách đây cũng mười mấy hai chục năm rồi, thành ra cái lúc đó thì cũng phải chịu thôi. Sau đó dần dần nó sẽ đen dần, và cái kim loại đó thì nó thấm vào cho những cái chân răng ấy, thì nó cũng được tốt lắm. Thành ra mình thấy cái vấn đề nó không bảo vệ cho sức khỏe của mình, cho nên mình mới đi vào ở cái trung tâm nha khoa để mình thay lại và hỏi tư vấn của bác sĩ là như thế nào. Thì người ta gặp thì cái chương trình giới thiệu thì quá mừng đi. Răng sứ kim loại của chú mình mang cũng tầm mười mấy năm rồi hay chú ha. Thì cái phần chân răng như chú nói là nó sẽ bị đen viền nú, giống kiểu như là khi một cái khối kim loại chú thấy một thời gian dài thì nó sẽ bị là oxy hóa. Đó là cái hiện tượng rất là dễ gặp đối với răng sứ kim loại đó mọi người. Vậy thì chú cho con biết thêm là cái phần răng sứ của chú ngày hôm nay mình đã đi đến bước cuối cùng là đã gắn răng rồi. Chú có thể cho con biết là chú hài lòng với lại cái răng mới này không ạ? Thì phải nói là về chương trình thì nói rồi, nhưng mà cái là bác sĩ rất là tận tâm và làm rất là tốt, và cái đo này đo á tắc thì cái răng của mình nó phù hợp và làm rất là tốt. Chỉ có nó đi có hai lần thôi, lần thứ nhất là coi như là lấy cái form, lần thứ hai là gắn lên, và như vậy là nó thấy rất là an tâm nữa. Bây giờ chú có cảm thấy thoải mái với cái răng mới này không? Rất là thoải mái. Ok, cái răng này là thoải mái rồi. Chú có thể cho con biết là chương trình này áp dụng cho những vị khách hàng nào không? Trong cái chương trình mà thấy là các vị nào mà mang cái răng kim loại thì ở An Tâm sẽ thay toàn bộ bằng răng sứ, toàn sứ, răng toàn sứ. Về có bao nhiêu cái thì chúng ta được thay bao nhiêu cái và không phải mất đồng nào hết. Như vậy tôi thấy rằng quá tốt đi. Chương trình của An Tâm này quá tốt.
Đó. Dạ, con nói ở đầu clip đó là phần răng thì rất là quan trọng đối với một người đúng không chú? Nên là khi mà mình được thay một cái giá trị như vậy thì bản thân chú có cảm thấy là mình may mắn hay là chú cảm thấy cái chương trình này nó có ý nghĩa không? Thì cái phải nói là cũng may mắn vì cái răng, mấy cái răng mà bằng sứ nó mắc. Dạ. Và như vậy là đối với những người mà có cái thu nhập mà nó thấp hoặc cái trung bình thì để thay hai ba cái răng hay là một cái thì người ta phải đo tính toán cho nó kỹ càng. Chứ còn nếu trường hợp mình không thì không được, nhưng mà qua cái chương trình này thì thấy là quá ok hả? Chúng ta có thể thấy là nét mặt rất là vui và hài lòng của chú Thị đã hiện lên trên khuôn mặt chú Thị đúng không ạ? Và mọi người ơi, thì đối với lại chương trình này thì sẽ áp dụng cho những vị khách hàng nào đang sử dụng răng sứ kim loại giống như chú Thụy, hoặc là đã làm răng sứ nhưng mình chưa được hài lòng về cái phần thẩm mỹ thì sẽ được Nha Khoa Hương Tâm tài trợ thay đổi hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Vậy chú ơi, vậy thì trong cái sự hài lòng ngày hôm nay thì chú có đôi lời gì muốn nhắn nhủ đến các vị bác sĩ của Hương Tâm không? Qua cái chương trình này á thì tôi nói phải như là trước mắt là cảm ơn các bác sĩ của An Tâm, và các bác sĩ làm rất là tận tâm, nhiệt tình, làm với cái trách nhiệm của mình, cho nên là thì cảm ơn, và lần nữa là cảm ơn đến ban lãnh đạo của công ty đã có cái một cái chương trình hỗ trợ, nhất là những cái người mà có thu nhập thấp á thì không đổi cái răng bằng kim loại, bằng răng sứ á, thì phổ biến cho người ta tới đổi. Rất là cảm ơn nhiều. Dạ vâng, con cảm ơn chú rất là nhiều. Và chú Thị ơi, thì nhân đây chú có lời nào muốn gửi đến những vị khách hàng khác cũng đang sử dụng răng sứ kim loại giống chú? Ngoài cái chương trình này đó thì phải nói là già rồi thì cũng ít có đọc ở trên YouTube, đọc ở trên mạng, trên các chương trình truyền thông. Thì nếu trường hợp mà chúng ta có thì phổ biến bằng những cái truyền thông mà thấy gần nhất đối với những cái người già hoặc là những người mà có thu nhập thấp, để người ta có cái điều kiện để người ta đổi cái răng bằng kim loại, bằng răng sứ thì tốt hơn. Dạ vâng, con cảm ơn chú Thụy. Và như mọi người thấy đó, chú Thụy là một vị khách ta thực tế tại Nha Khoa Hương Tâm. Chú biết đến chương trình là qua tình cờ đến Nha Khoa Hương Tâm thăm khám và được bác sĩ phổ biến về chương trình này. Thì ngày hôm nay cũng là bước cuối cùng chú hoàn thành phần răng toàn sứ của mình rồi, và chú ở đây với chúng ta và rất là hài lòng. Và hy vọng rằng tất cả những vị khách hàng khác có thể biết đến cái chương trình ý nghĩa này, và chúng ta có cơ hội để thay đổi được nụ cười của mình giống như chú Thụy ngày hôm nay nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của Nha Khoa Hương Tâm ạ.